Rồi nói đây. Máy Toshiba E656-816 báo lỗi S400. Lỗi này thì do nó báo trên màn hình này CPU fan error, tức là cái quạt ở trong cái quạt ngay chỗ cái bo xít các bạn, nó chưa gắm dắt vô. Còn sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái dắt nào. Xong rồi đấy, giờ mình sẽ tháo lỗi kiểm tra nha các bạn. Ý là cái thường thì nó nóng cái quạt này, mà cái quạt này thì cái dắt này thì nó bình thường, mình đang kiểm tra dắt này thì nó bình thường, thì mình mới mở dắt kiểm tra ở trong thì nó có bị nóng hay không. Này, cái dắt này nó bị rớt ra nè các bạn. Đó. Giờ mình gắn lại. Còn mở mấy lần kiểm tra thử nó hết, bảo đảm là sẽ hết. Rồi mình mở mấy lần kiểm tra thử đi. Muốn khởi động nhanh thì phải ổ cứng SSD khởi động thì nhanh hơn. Mình đang xài ổ cứng HDD này nhưng nó khởi động lâu.
triệu, nó không chịu tăng lên 1 triệu. Xong rồi á, bây giờ người ta lấy lại á, người ta cho tôi 8 triệu luôn. Bây giờ nó đi thuê 10 triệu. Thân ơi là thân, hôm trước bà đã nói cuối năm này ta tăng nhá. Nhưng mà mày giả chỗ ra là mày không đi thuê được chỗ khác đâu. Tháng thì mật tháng là năm này làm sao mà thế là người ta tăng 1 triệu thì tôi tăng bố nó lên đi. Đã bảo rồi, xong bây giờ đi không hỏi cái tôi mà thuê 10 triệu mà làm có tắt thì làm sao mà. Hết lỗi rồi đó. Ok, ông chê.